Mặc dù là huyện vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Lâm Đồng, tuy nhiên đến nay đời sống nhân dân và diện mạo nông thôn đô thị của huyện Cát Tiên đã có sự phát triển. Đặc biệt sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Cát Tiên đã từng bước hoàn thiện các tiêu chí, tạo tiền đề để địa phương có sức bật mới trên lộ trình đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2019, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thay đổi lớn nhất của chương trình xây dựng nông thôn mới tạo ra cho Cát Tiên, đó là diện mạo mới vùng nông thôn được hình thành. Đơn cử như thôn 3, thôn 4 của xã Phước Cát 2, địa bàn được xem là đặc biệt khó khăn, nhưng giờ đã khởi sắc. Cơ sở hạ tầng như đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được đầu tư khiến người dân rất phấn khởi. Tôi thì được 4 đứa con. Xây dựng nông thôn mới thì trước mắt là những lời đi lại rất khang trang. Rồi nhà nước cũng hỗ trợ cho mỗi hộ được vài chục triệu, rồi xây được những cái nhà không còn dột nát như xưa. Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí được huyện Cát Tiên cũng hết sức quan tâm, đó là phát triển sản xuất. Nếu như trước đây, kinh tế chỉ phụ thuộc vào cây lúa nước, thì hiện nay các mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao như cây ăn trái, lúa, nếp, cây dược liệu, ngành chăn nuôi được hình thành. Để cách làm đạt hiệu quả, thì công tác lãnh đạo, hướng dẫn và nâng cao vai trò của người đứng đầu luôn được các địa phương chú trọng. Qua các cái chương trình mục tiêu, từ đó trên cơ sở đó xác định trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của ban chấp hành của ủy ban, nói chung là huy động cả hệ thống chính trị mà phải nó là quyết tâm cao của người đứng đầu trước. Trên cơ sở đó chúng ta tập trung vận động tuyên truyền, lấy sức dân là chính, lấy dân làm gốc để tổ chức, để thực hiện. Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể là đều nằm trong cái ban chỉ đạo, rồi là phân công phụ trách từng địa bàn thôn. Rồi đặc biệt là ví dụ như đối với các đoàn thể nào mà họ có hội viên họ nghèo á, họ mới bám sát giúp đỡ. Đối với đảng viên thì trong các chỉ đạo cho các chi bộ á, phân công phụ trách địa bàn khu dân cư, vận động các tiêu chí hiện nay mà đã đạt rồi nhưng mà chất lượng chưa cao ấy. Chương trình nông thôn mới đối đến địa phương thì bà con nhân dân đã được cán bộ xã tuyên truyền vận động và cùng bà con nhân dân trong thôn cùng nhau kết hợp và gắn kết lại hiến đất, đóng tiền để làm đường. Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Cát Tiên đã huy động được trên 2.100 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó nhân dân đóng góp trên 70 tỷ đồng, có phần đưa 4 xã của huyện gồm Đức Phổ, Gia Viễn, Quảng Ngãi, Phước Cát 1 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017, huyện tập trung xây dựng thêm xã đạt chuẩn, đó là Phước Cát 2 và Tiên Hoàng. Bên cạnh những thuận lợi để trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, huyện Cát Tiên cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều tiêu chí phải tập trung, nỗ lực thực hiện, như tiêu chí về y tế, điện, phát triển sản xuất, văn hóa, nước sạch, môi trường. Yêu cầu nó ngày càng cao hơn, các cái tiêu chí đòi hỏi nó phải cao hơn, đó là cái tích cực. Rồi cái chung xác định thì về phấn đấu 2019 thì một cái nhiệm vụ hết sức nặng nề. Mà đã nghị quyết đã có cái ban thường vụ đã có xây dựng nghị quyết chuyên đề báo cáo vào ban chấp hành để có cái đồng thuận chung. Theo gắn vào đó là cái chất lượng của hệ thống chính trị phải điều chỉnh, phải sắp xếp bố trí cho nó hợp lý giữa người có đào tạo, người có năng lực, rồi cả cái hệ thống chính trị từ xã cho tới huyện. Linh động, sáng tạo, kết hợp với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng các cấp, đặc biệt là tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và của các tổ chức đảng được phát huy. Đây được coi là giải pháp quan trọng nhất để dẫn dắt quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Cát Tiên về đích theo đúng lộ trình vào năm 2019.